thì tôi xin trả lời rất tổng quát, vì chúng ta không có bàn riêng một cá nhân mà chỉ có những cái thông tin tổng quát mà thôi, và không, xin nói trước là chúng ta không có giúp một cái người nào đó tự chữa bệnh của mình. Thì nói chung buồn trứng cá là những cái vết sần nó ở trên mặt. Thì từ tiếng Anh, những cái vết sần này người ta gọi cho chính xác mới gọi là cái papule. Papule là những cái vết mà nó nổi lên mặt và mình sờ được. Thì da mặt hay là da bất cứ chỗ nào khác thì nó có những cái chân lông. Và ở dưới cái chân lông đó nó có một cái chúng ta gọi là nang lông, tiếng Anh gọi là hair follicle. Thì cái nang lông đó nó sản xuất ra cái sợi lông hay là cái sợi tóc. Và cùng đi theo đó thì có cái tuyến nó sản xuất ra cái chất nhờn. Tôi thấy ở Việt Nam thì người ta gọi là chất bã nhờn, nhưng mà chúng ta gọi cho tiện là chất nhờn, gọi là sebum, S-E-B-U-M. Thì nơi đây là những cái chân lông đó nó xảy ra những cái hiện tượng như là cái chân lông đó nó sản xuất cái chất sừng quá nhiều, và tiếng Anh người ta gọi là hyperkeratinization. Chất sừng là cái chất mà chất cứng nó bao bọc cái da chúng ta để che chở cho cái da đó, và có hiện tượng viêm và nó gây ra những cái vết sừng mà chúng ta nói đó. Và những khi mà cái đó đã sưng thì chúng ta gọi cái đó từ cái trong y khoa nó gọi là comedo, viết là comedo. Khi mà số ít thì chúng ta gọi là comedo, mà nếu mà nói nhiều plural thì người ta gọi là comedons. Thì comedons là những cái nang lông nó bị các cái tế bào chết và những cái chất nhờn làm cho bị tắc nghẽn cái đường thoát ra của nó. Những cái comedon trắng thì từ tiếng Anh người ta gọi là white comedo hay là white head, là cái đầu trắng. Lúc mà nếu mà nó chưa tiếp xúc với lại cái không khí ở ngoài và cái miệng của nó còn đóng lại. Và có lẽ vì cái vấn đề khi mà nó có cái lòng trắng ở trên đó, khi mà người ta nặng mụn ra người ta thấy giống cái trứng cá, bởi vì Việt Nam mình chúng ta gọi là mụn trứng cá. Thì khi mà cái comedo nó hở ra ngoài không khí thì nó trở thành một cái comedo đen, do chúng ta nói theo tiếng Anh là black comedo, hay là người ta gọi là black head, là cái đầu đen, là do trong cái đầu đó nó có chứa những cái chất melanin. Mà mình thấy nó có vẻ dơ, nhưng mà thật sự đó không phải là cái chất dơ, mà nó là cái chất melanin thôi. Thì những cái comedo này nó bị nhiễm trùng với vi khuẩn, một con vi khuẩn tên là Propionibacterium acne, và nó gây ra những cái mụn mũ, đôi khi nó trở thành những cái mụn mũ. Và một trường số trường hợp nữa thì nặng hơn, thì cái mô liên kết là những cái mô mà nó chống đỡ cái da của chúng ta, nó phát triển quá mạnh, cộng thêm nữa cái viêm, và nó gây ra những cái mụn lớn giống như là cái cục. Và trong tiếng Anh thì người ta gọi là hypertrophic, gọi là lớn quá. Và nodule là nó giống như cái hạt, cái nốt. Thì tôi xin tạm dịch đó là những cái mụn phì đại. Thì nó thường xảy ra ở người trẻ trong và sau cái thời kỳ dậy thì, từ mười mấy tuổi, nói chung bên Mỹ người ta nói là teenagers, và hoặc là trước đó một chút. Và nó cũng có ở người lớn. Cái bệnh này nó dai dẳng và tái đi tái lại trong cái tuổi đó. Và ở Mỹ thì người ta ước tính là chừng 50 triệu người mắc cái bệnh mụn trứng cá. Và nếu mà tính những cái người teenager thì hết 85% là bị cái chứng này. Và nói về chi phí, người Mỹ thì khi nào cũng tính cái chi phí, thì mỗi năm cái nền y tế ở Mỹ chi phí chừng 3 tỷ đô la cho cái bệnh này. Thì mặc dù bệnh không có gây hậu quả trầm trọng về lâu dài, đa số thì nó sẽ từ từ nó bớt, nhưng mà cái vấn đề thẩm mỹ là chính. Và đôi khi có thể làm cho cái người thanh thiếu niên bị trầm cảm, họ gây cái rối loạn về giao tiếp xã hội, là họ nó mặc cảm về cái da mặt của mình. Và ngoài ra thì nó có thể để lại theo lâu dài ở trên mặt và nó ảnh hưởng về cái ngoại hình sau này. Thì trường hợp vì thính giả đặt câu hỏi mà là một số người họ hay nặng mụn và hoặc là họ rạch cái mụn không có đúng cách hay là không có cần thiết. Nói chung là chúng ta không có cần rạch đa số thì cũng có thể gây nhiễm trùng. Và nếu mà chúng ta nặng cái mụn đó xung quanh cái vùng mũi và miệng, tính ra là cái vùng cái môi trên cộng với cái vùng giữa hai mắt mà đi xuống như cái hình tam giác xung quanh cái mũi, thì nó có cái nguy hiểm, có thể nguy hiểm vì cái vi khuẩn ở trong cái mụn đó nó có thể lan vô những cái xoang tĩnh mạch nó nằm ở trong đầu, và nhiều khi có thể ở trong cái hộp sọ của chúng ta, và nhiều khi đe dọa tới tính mạng.
Thì cái mụn trứng cá nó xảy ra lúc dậy thì bắt đầu tuổi thanh thiếu niên chúng ta đã nói và có nhiều nguyên nhân gây ra. Thì ở nam cũng ở như ở người nữ giới thì lúc mà tuổi dậy thì là cái lúc này cái hormone nam giới nó tăng lên nhiều ở trong người đó. Thì ngay trong cái cơ thể phụ nữ thì cũng có cái những cái hormone nam giới này, tiếng Anh gọi là male hormones, gồm những cái chất như là testosterone, androstenedione. Ở phụ nữ thì nó do cái buồng trứng tiết ra cái tuyến thượng thận là nó những hai cái tuyến nhỏ nó nằm hai trên hai cái thận nó cũng tiết ra chất này và cái tế bào mỡ nó cũng có những cái hormone đó. Và những cái hormone này thì nó là cái chuyện sinh lý bình thường, nó cần thiết cho cái cơ năng của hệ sinh dục về xương, về gan, về thận và những cái cơ bắp, cái cơ năng bình thường của nó ngay đối với cái người phụ nữ hay là cái người con gái. Nhưng mà phần ở người đàn bà thì phần lớn cái hormone nam này nó sẽ được chuyển hóa thành cái hormone nữ. Nó là một cái bước trong cái quá trình tạo ra cái hormone nữ là estrogen. Tuy nhiên nếu mà các cái hormone nam này nó được sản xuất nhiều quá thì người con gái có thể bị mụn trứng cá nặng. Và đây tôi xin nhấn mạnh đây là một cái yếu tố nhỏ trong cái vấn đề bệnh trứng cá mà thôi. Và có thể đôi khi chuyện hiếm hơn đi kèm theo cái mọc râu nhiều ở trên mép và ở dưới cằm, từ tiếng Anh người ta gọi là hirsutism, có nghĩa là nó nhiều lông tóc quá. Hay là cái người đó có thể mắc rụng tóc, cái đầu nó bị hói theo cái dạng đàn ông, tất nhiên là phía trán hai bên đó, nó cái hói đầu nó đi sâu vào, giống như cái chữ V đó. Và nặng hơn thì người phụ nữ có thể thắt kinh, mập hoặc là bị bệnh tiểu đường, bệnh buồng trứng nó có nhiều nang và kèm theo quá nhiều lông và râu. Thì tất cả những cái điểm đó đi tạo ra nên một cái hội chứng mà cũng ít gặp thôi, gọi là polycystic ovary syndrome, gọi là một cái hội chứng của cái buồng trứng mà có nhiều nang, đa nang. Ngoài ra thì có mụn trứng cá hay không, nhiều khi nó còn tùy thuộc vào cái yếu tố di truyền và yếu tố dinh dưỡng. Có vẻ như là những cái thức ăn ngọt hay là những cái chất mà có chứa đường tinh bột mà hấp thụ nhanh. Cái đây tôi xin nói cái ý niệm này là một số thức ăn, tuy là tinh bột là đường nhưng mà có một số thức ăn nó tạo làm cho cái đường máu của chúng ta tăng lên nhanh, trong lúc một cái số số thức ăn khác nó cũng có tinh bột, nó cũng có đường nhưng mà nó đi vào máu từ từ thôi. Thì cái đó người ta tính bằng cái gọi là glycemic index, thì những cái chất tinh bột, những chất đường carbohydrates mà nó có cái glycemic index cao thì những cái đó vô thì cái đường trong máu nó lên xuống nhiều hơn là vì nó đi vào máu lẹ hơn. Hay là những cái người mà ăn nhiều uống xài nhiều sữa bò, nhất là cái điểm này cũng hơi thú vị là cái những uống skim milk, thì chúng ta một số người người lớn chúng ta không có uống sữa bò mà nguyên chất mà chúng ta uống skim milk để bớt mỡ, thì cái sữa skim milk là làm cho cái người uống đó dễ bị mắc buồng trứng cá hơn, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao. Một điểm thực tế nữa là ví dụ như sau khi ăn những cái món mà có dầu nhớt như là pizza hay là chúng ta nấu pizza hay là đồ chiên xào thì trên mặt có thể bám những cái chất mỡ, thì chúng ta cũng nên rửa sau khi ăn những cái đồ đó. Và một điểm nữa là một số người ở trên cái da đầu của họ họ có chất nhờn từ da đầu xuống nó nhiều, là cái sebum mà chúng ta nói từ đầu đó nó nhiều lắm và nó xuống lên trên mặt, nó làm nghẹn những cái nang lông râu ở trên mặt, thì những cái người đó cũng nên gội đầu mỗi ngày. Nhiều khi mình săn sóc cái da mặt mình không có để ý tới cái da đầu. Và nói về cái thực tế thì một số bác sĩ hay là một số người họ chuyên về sắc đẹp, hay là họ có thể lấy những cái comedo bằng cách họ dùng những cái vòng, cái loop nó gọi là round loop extractor, những cái vòng như là cái đầu ngoáy tai, họ đè lên trên cái đó và họ lấy những cái comedo này ra. Hay là có những cái người tới đi mà mỹ viện người ta làm gọi là chemodermabrasion, có nghĩa là người ta lột cái da đó bằng hóa chất. Hay là một số nơi người ta quảng cáo người ta làm laser bằng cái chất laser nó đi sâu dưới cái lớp da, ở dưới lớp da ngoài nó đi xuống sâu và nó giảm bớt cái việc sản xuất những cái chất nhờn và nó giết những cái vi khuẩn dưới da mà nó không có hủy hoại cái phần phía trên của cái da. Thì đó là những cái điều mà ở những cái nơi mỹ viện hay là một số bác sĩ ngoài da họ làm, nhưng mà đại đa số những cái người bị mụn thì không có cần những cái dịch vụ như vậy. Thì
cái phần chính của cái trị liệu đối với phần lớn của những cái người teenager hay là những cái người thanh thiếu niên, thì cái phần chính là hiệu nghiệm hơn cả là chữa bằng thuốc men. Và cái chữa trị mụn trứng cá cũng tùy theo cái mức độ nặng nhẹ và cái chuyện xếp loại thế nào là nặng, thế nào là nhẹ thì nó chưa thống nhất lắm. Nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt như sau. Và cái này dựa vào những cái tin tức của cái Hàn Lâm Viện về bệnh da của Mỹ là American Academy of Dermatology. Thì thứ nhất là cái nói về mụn trứng cá nhẹ, thì nó, khi mà những cái mụn trứng cá này nó chiếm 1/4 của mặt thôi, và có ít nhiều nốt sần và có vài cái mụn mũ, nhưng mà không có thuộc về cái loại nodules, không có loại phì đài, nó không có đóng cục và không có thẹo, đó là cái mụn trứng cá nhẹ. Và những cái chất người ta dùng là những cái chất gọi là acid của vitamin A, có nghĩa là nó liên hệ, nó tương tự như vitamin A nhưng mà không phải hẳn là vitamin A. Và dùng, nói theo tiếng Việt Nam chúng ta là nó là khu trú, có nghĩa là dùng một cái local, một cái tiếng Mỹ người ta gọi là topical, là ngoài da thôi. Đó là những cái vitamin A acid, tiếng Anh người ta gọi là topical retinoid, viết R-E-T-I-N-O-I-D. Ví dụ như trên thị trường thì có những cái thuốc gọi là tretinoin, và cái tên thương mại thường gặp ở bên Mỹ gọi là retinoid, hay là Renova, hay là Avita. Có một cái chất khác nữa cũng thuộc loại này là khá phổ thông là Adapalene. Adapalene viết là A-D-A-P-A-L-E-N-E. Nó phổ thông là vì đây là cái thuốc loại này mà duy nhất mà ở bên Mỹ bạn không có cần toa. Và viết là cái tên thương mại của nó là Differin, viết là D-E-F-F-E-R-E-N. Nó bán không có cần toa, over the counter. Và những cái chất khác nữa là tazarotin hay là isotretinoin, thì cái chất isotretinoin thì họ không có dùng ở Mỹ. Đó. Thì nói chung những cái thuốc này, những cái thuốc retinoid này, cái FDA là cái cơ quan quản trị thuốc men và thực phẩm ở bên Mỹ, họ chấp nhận cho bệnh nhân trên 12 tuổi dùng. Riêng có một cái chất gọi là azelaic acid, azelaic viết là A-Z, E-L-A-I-C, 20%. Thì nó cũng có tác dụng chống vi khuẩn, nó giảm những cái comedon đầu đen, nó giảm viêm, nó dùng cho những cái da nhạy cảm. Và đối với cái người Á Châu hay là người Việt Nam chúng ta thì thích da trắng thì có thể nó thú vị là nó làm tẩy những cái vết nám sau khi bị mụn. Là do nó tác dụng lên trên cái tế bào mà sản xuất sắc tố melanin. Là cái, thì cái azelaic này được trích từ những cái mệ cốc, là những cái grains, và những cái men là yeast. Và ngoài cái việc mà chống mụn thì nó được dùng trong những cái mỹ phẩm mà người ta thường hay quảng cáo cho các bà dùng để cho làm da trắng hơn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất cũng phổ biến gọi là benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide là một cái thuốc dùng để rửa mặt bị mụn trứng cá. Cái thuốc này nó làm cho cái da khô và sau đó nó làm cho lột da. Lột da tiếng Anh người ta gọi là peeling. Và nó cũng có tác dụng sát trùng, mà cái vi khuẩn nó không có lợn thuốc, như là trường hợp nếu mà chúng ta kháng sinh nó không phải là một cái antibiotic mà nó chống lại cái vi trùng, nhưng mà thường thường cái con vi khuẩn nó không có lợn thuốc. Và thuốc còn được dùng để tẩy màu tóc hay là tẩy răng, thì cái thuốc này nói chung là một cái loại mà tẩy màu. Và những cái nó bán được cái dạng gọi là gel, nó sệt sệt, hay là cream thì nó có nhiều nước hơn. Liquid là cái nước rửa, thì những người ta dùng cái dạng nước liquid đó để người ta rửa mặt một hai lần một ngày. Còn cái dùng cái dạng gel hay là dạng cream thì người ta thoa lên và người ta để ở trên mặt đó. Và người ta bán ở những cái nồng độ khác nhau từ 2,5%, rồi 5% và 10%, là đại khái là những cái nồng độ khác nhau. Những cái đồng độ cao hơn thì có thể là cần phải mua theo toa của bác sĩ, nếu mà ở Mỹ không có mua tự do được. Và nói về cái thuốc khác là cái thuốc kháng sinh là antibiotics, thì có cái loại kháng sinh thoa da gọi là topical antibiotics, như là người ta dùng cái erythromycin là một cái kháng sinh phổ biến, hầu như ở Việt Nam ai cũng có dùng, thì cái đồng độ là 2%, hay là clindamycin viết là clindamycin 1%, thì cũng dùng cho việc chữa trong cái bệnh mụn nhẹ.
với là tác dụng thì tác dụng của nó là kháng sinh thì nó giết diệt những cái con vi khuẩn và nó làm giảm, nó còn ngoài ra nó còn cái tác dụng giảm viêm viêm anti-inflammatory. Tuy nhiên là chúng ta nên kết hợp hai thứ thuốc trên hai thứ hai cái kháng sinh này, một trong hai kháng sinh này với là một cái những cái thuốc mà chúng ta vừa kể trước đây. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ dùng kháng sinh một mình thì dễ làm cho cái vi khuẩn nó lợn thuốc. Nếu mà trường hợp mà không bớt thì nhiều khi người ta kết hợp ba thứ thuốc khác nhau. Và một số thuốc như là benzamycin topical gel containing 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin. Là có một cái thứ thuốc nó tên là benzamycin, ở trong đó nó có nó là cái thuốc toa mà trong đó nó có sẵn 5% benzoyl peroxide, vậy là 3% là erythromycin. Nó kết hợp một cái kháng sinh với lại benzoyl peroxide. Hay là cái thứ thuốc nữa tên là Duac, viết là Duac, thuốc này mắc tiền hơn. Thì ở trong đó người ta đã kết hợp một cái phần là benzoyl peroxide với là một cái kháng sinh là clindamycin. Bây giờ chúng ta nói trường hợp người bị trứng cá, mụn trứng cá mà trung bình, có nghĩa là họ bị hết nửa một bên mặt, tính cái diện tích của mặt thì hết một nửa, chứ không phải là bên trái hay là bên phải. Và họ có nhiều nốt sần, nhiều cái papule, nhiều cái comedo, họ có cái nút thì nó bị mủ gọi là pustules. Và một vài số thì họ bị một cái nốt phì đại và họ có luôn những cái vết thẹo, một số ít. Và những cái người này thì cũng như vậy, nhưng mà chữa trị bằng cách kết hợp hai ba thứ thuốc mà thoa và rửa và chúng ta vừa nói trên, nhưng mà người ta cộng thêm cho cái kháng sinh thay vì thoa thì kháng sinh uống như là tetracycline là cái loại thuốc thường nhất. Một cái loại cũng giống trong cái nhà gia đình tetracycline là minocycline và hay là doxycycline, và thường thường thì người ta cần phải dùng nhiều tháng, 3 tháng, và người ta khuyên mình cố gắng nên giới hạn đó trong vòng chừng 3 tháng thôi, đừng có lâu hơn, là tại cái thuốc gì thì nó cũng có vấn đề. Riêng những cái thuốc tetracycline này thì không có được dùng nói chung cho những cái trẻ em 10 hay là 9, 10 tuổi trở xuống, là tại vì trong lúc đó là những cái em này cái những cái răng mà nó đang thành hình thì cái thuốc tetracycline hay là tương tự như minocycline nó có vẻ làm hư mấy cái răng của các em, nó làm cái răng đó vàng và cái cấu trúc của nó không có bình thường. Và nếu cần thì riêng đối với phụ nữ, một số người phụ nữ như chúng ta đã nói ở trên đó, thì họ có cái chất mà hormone nam nhiều quá thì có thể bác sĩ sẽ tính thêm là dùng cái thuốc ngừa thai cho họ, gọi là cái thuốc ngừa thai kết hợp, từ tiếng Anh người ta gọi là combined oral contraceptives. Thì cái FDA ở bên Mỹ họ chấp nhận một cái cho cái mục đích này một cái số thuốc ngừa thai mà trong đó có cái chất norgestimate hay là notindrone acetate cộng với là cái chất etinin estradiol. Thì những cái estradiol là cái chất phụ nữ, hormone phụ nữ, thì nó giảm cái tác dụng của cái chất androgen, cái chất hormone nam ở trong cái cơ thể những cái người mà có những cái dấu hiệu nam hóa như là nhiều lông, nhiều râu mà chúng ta vừa nói. Ngoài ra có một cái chất khác gọi là spironolactone, nó là một cái chất lợi tiểu, nhưng mà ở trong cái trường hợp này một số bác sĩ có thể dùng để mà nó giảm cái ảnh hưởng của cái chất androgen, của chất hormone đàn ông. Và thì dùng cái thuốc này thì phải có cái nguy cơ là nhiều khi cái chất potassium ở trong máu tăng cao, thì cái chuyện này những cái thuốc này cần phải bác sĩ biên toa và hướng dẫn dùng cho bệnh nhân, không có thể dùng một mình được. Còn những cái trường hợp mà không khỏi thì người ta mới nghĩ đến một cái là nước cuối, là người ta dùng một cái thuốc rất là hiệu nghiệm gọi là isotretinoin, viết là isotretinoin. Đó, cái thuốc này uống và cái tên thương mại ở bên Mỹ phổ biến gọi là Accutane, viết là Accutane. Thì cái viên này nó là những cái viên nhộng và mềm, nó gọi là soft gelatin capsules. Nó có 10 mg thì nó màu hồng, 20 mg thì nó màu maroon, maroon gọi là màu nâu, và 40 mg thì nó màu vàng. Và cái thuốc này nó có khả năng gây quái thai nếu mà cái người phụ nữ uống ngay trước khi có thai, ngay trước khi mà thụ thai, hay là uống trong lúc có thai, và cái người có bầu cũng không được uống thuốc này.
và bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa da giải thích rõ ràng về cái phản ứng phụ quan trọng này là cái phản ứng gây quái thai. Và bác sĩ trước khi biên toa là phải bảo đảm là bệnh nhân không có bầu lúc dùng thuốc, người ta phải thử cái người bệnh đó hiện đời, cái thử test có bầu hay không. Và bệnh nhân được ngừa thai trong cái suốt thời gian mà dùng cái thuốc đó, mà không những ngừa thai với một phương tiện mà phải ngừa thai với hai phương tiện, có nghĩa là ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ phải uống, họ phải dùng áo mưa trong lúc giao hợp, một condom, và ngoài ra chuyện đó họ không phải uống thêm thuốc ngừa thai để mà cái khả năng mà có bầu không có, có xảy ra, là vì cái người uống cái thuốc này sẽ bị gần như là một cái tỷ số rất cao là sẽ bị sinh ra quái thai. Những cái đứa trẻ nó bị dị dạng về cái đầu của nó, về bộ óc cũng bất bình thường và nó có thể đần độn sau khi sanh ra. Thì ở Mỹ người ta gắt ở cái điểm này, và đa số thì theo tôi nghĩ phần đông là chỉ có bác sĩ dermatologist thì họ dùng cái này cho bệnh nhân, là tại vì cái trách nhiệm lớn quá. Bệnh nhân phải ký xác nhận mình là hiểu tin tức về cái thuốc, về cái phản ứng của thuốc và đồng ý, gọi là informed consent, là mình đồng ý, nhưng mà mình phải hiểu mình đồng ý cái chuyện gì. Và bác sĩ phải ghi trong hồ sơ rõ ràng là có đưa những cái tin tức đó cho bệnh nhân. Và có một cái chương trình online gọi là I Pledge, là khi mình đến đó rồi mình đi qua những cái họ giải thích cho là mình đã hiểu hết rồi, thì khi đó thì bác sĩ mới yên tâm mà biên thuốc cho mình được. Thì người phụ nữ nếu mà người phụ nữ ví dụ một cái người mà dược sĩ họ tiếp xúc với thuốc, họ đếm thuốc, hay là cái người vợ lấy thuốc cho người chồng, mà nếu mà người phụ nữ đó có bầu thì cũng không có nên tiếp xúc với viên thuốc, là vì cái bột thuốc đó đụng vô tay hay là khi mình bỏ vào miệng thì nó có thể hấp thụ qua da nữa. Và cái người uống thuốc đó cũng không có được hiến máu một tháng sau khi ngưng thuốc. Và để ý, và trong vòng 6 tháng sau khi uống cái thuốc mà Accutane, isotretinoin hay là Accutane này, không có được đi lột da mặt, không có được dùng laser để lột da mặt, là vì có thể gây ra thẹo hơn là nhiều hơn là bình thường. Đó là chúng ta nói về cái thuốc Accutane xài trong một cái số trường hợp mà tuy là trung bình nhưng mà chữa không có kết quả với thuốc khác, thì bác sĩ có thể nghĩ tới cái chuyện xài thuốc này. Còn bây giờ nói đến cái mụn trứng cá mà nặng, thì khi đó là cái những cái bình này nó chiếm đến 3/4 cái diện tích của cái mặt của người bệnh nhân. Nó có nhiều nốt sần, nó có nhiều mụn mũ, nó nốt phì đài, những cái nodules, hypertrophic nodules, và nó có nhiều thẹo. Thì thường đó là người ta bắt đầu người ta cho cái người đó uống kháng sinh kèm theo với những cái biện pháp phụ đó. Và hoặc là người ta có thể kết hợp hết mấy cái phương pháp mà vừa uống trụ sinh, vừa kháng sinh, vừa thuộc những cái thuốc thoa kể trên. Ví dụ cái kháng sinh này không bớt thì người ta có thể đổi qua cái kháng sinh khác. Và cũng như hồi nãy tôi nói là đối với những cái bệnh mà trung bình thì cái lựa chọn cuối cùng là dùng thêm isotretinoin uống. Và xin nhắc lại thêm lần nữa là phải theo hướng dẫn sát sao của bác sĩ chuyên môn. Thì tôi có đưa ra cái liều là để chúng ta có một cái hệ để mà tham khảo, chứ tôi không có cho cái liều nói đây để mà giúp cho bệnh nhân mà tự đi mua thuốc uống. Và tôi xin nhấn lại cái điểm mạnh này về cái vấn đề trách nhiệm về thông tin. Thì cái thuốc Accutane này thì nói chung người ta dùng trong vòng chừng 15 đến 20 tuần, và người ta tính theo cái cân nặng của cái người bệnh. Đại khái là cứ 1 kg cân nặng của người bệnh thì người ta xài nửa miligram hay là một cho tới 1 mg. Và xin nhắc thêm lần nữa là cái chuyện này là cái chuyện của bác sĩ chuyên khoa về da. Và nên nhớ là ngoài cái khả năng gây quái thai thì có rất nhiều phản ứng phụ như là da khô hay là niêm mạc khô hay là chảy máu mũi, viêm kết mạc, con mắt cũng bị ảnh hưởng nữa. Cái kết mạc và cái cornea của con mắt nó vì nó bị rối loạn trong cái chất tiết, những cái chất nhờn nó sẽ là có thể làm hư cái kết mạc khô mắt, hay là đục giác mô, hay là đục con mắt, đục cái cornea, hay là những cái có một số người thì cái áp suất ở trong đầu nó tăng lên, nó sưng cái đáy mắt gọi là papilledema, hay là đau bắp thịt, xương, phát triển xương không có bình thường ở những cái người còn tuổi vị thanh niên, hay là một số người bị phản ứng phụ ở gan, bệnh gan có thể là nặng, và tùy tạng là pancreas,
và một số người có complication về tâm lý, họ bị depression hay là về tính dục thì họ giảm libido, bất lực. Thì nói chung cái này để cho, tại vì ở Việt Nam có thể là cái vấn đề quản lý thuốc không có chặt chẽ như ở Mỹ, cho tôi đưa lên những cái tin tức này chỉ với cái mục đích là bệnh nhân dùng những cái thuốc này rất là cảnh giác và xin nhắc lại là cần cái sự hướng dẫn của bác sĩ có kinh nghiệm trong cái chuyện dùng những cái thuốc này và không có nên tự đi mua lấy chợ đen rồi đem về uống, ra cái chuyện đó có thể nguy hiểm tới sức khỏe của mình.